Xin chào cả nhà, em lên sóng tiếp tục một con máy lọc không khí Daikin, một trong những cái dòng mà bán chạy nhất của hãng lọc không khí Daikin. Sở dĩ con này nó bán chạy vì nó sở hữu một cái công nghệ màng lọc cáp, tí nữa em sẽ giới thiệu với các bác. Còn bây giờ nói về con máy này thì em nói về giá luôn, em đang bán là 4,2 triệu các bác nhé. Giá 4,2 triệu chưa phí vận chuyển, máy đã được đổi điện 220V. Về chất lượng thì bảo hành cho các bác nguyên zin 100%, không sửa chữa. Hình thức thì đã làm đẹp, tút tát như trên clip. Đấy, cho nó long lanh để các bác vừa dùng vừa mang tính chất là trưng bày. Con này màu cà phê các bác nhé. Một con máy của hãng Daikin. Con này có công suất là 75W, mình có thể dùng cho phòng khoảng 50-55m² trở lại. 50-55m về thông số máy đây. Xem. Con này nó có tên là MCK70PE1. Chung là cái bọn này nó nhiều lúc thì ACK, MCK, TCK. Tất cả đều giống nhau hết các bác nhé. Năm sản xuất 2013 này. Công suất 75W, điện 100V thì đã được đút đổ nguồn bên trong để thành điện 220V rồi. Các tính năng trên máy thì đã được test ok hoàn hảo, mọi tính năng lọc không khí. Công nghệ eco các nhé, đây tắt bù ẩm đi, các bạn sử dụng công nghệ eco, hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật, các kiểu khóa trẻ em này, rồi là các cái tốc độ lọc bù ẩm khác nhau, tốc độ lọc khác nhau, eco tự động các thứ các kiểu các nhé, công nghệ steamer diệt khuẩn, bên này là khu vực bình nước bù ẩm, máy này có bình nước khá là to vì nó thiết kế rất là to. Daikin thì nó rất là trâu bò rồi. Đây, màng tàu ẩm các bác nhé, còn rất là mới đẹp nhé. Đây. Về tất cả các máy hàng bãi các bác lưu ý là em bảo hành về chất lượng, không sửa chữa nhé. Còn ở hình thức thì nó như clip đang bán như thế nào thì nó là như vậy, cho nó dễ mua bán. Đây, con này đây đang báo độ ở 75%. Bên trong này là khu vực màng. Đây, sở hữu con này sở hữu là nó bán rất chạy các bạn. Là nó sở hữu hai cái màng lọc HEPA, màng lọc tĩnh điện hai bên này. Màng lọc tĩnh điện hai bên các bạn nhé. Đốt bụi qua đây, tiêu diệt bụi ở đây trước khi đi vào màng HEPA. Ở các cái thế hệ máy như đây Panasonic hay là Sharp thì chỉ có màng HEPA thôi, không có cái màng lọc tĩnh điện ở đâu ạ. Và tiếp theo là cái con Daikin này nó sử dụng công nghệ timer các bạn này. Đây là cái thanh phóng timer này. Đấy, còn nó nguyên lý nó hoạt động như nào thì phải là chuyên gia kỹ thuật hoạt báo mới biết coi nhé. Còn này là mình là người bán thì chỉ biết đây thôi, thanh công nghệ timer hoạt động. Đấy, yeah. Thanh này có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc mùi hôi, khử mùi. Trong này màng HEPA mới tinh các bác nhé. Đấy. Tất cả các máy này đã được thay màng mới để phục vụ các bác rồi, không phải làm cái gì nữa cả. Tuổi thọ của một cái màng này lên đến vài năm tùy vào độ bụi của các bác. Đấy. Rồi là mỗi khi mà các bác hỏng cái màng này thì em bán giá màng này là 400.000. Máy đã được test mọi chức năng, sử dụng hoàn hảo. Giá em bán 4,2 triệu chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.